chào các bạn đến với kênh Tony TV. Và cuối tuần là thời gian mà cả team của mình luôn luôn có hứng thú để làm ra video cho các bạn xem. Chặng mấy đứa ngày hôm nay, một là sẽ là liên quan tới video bơi lội dưới sông, thứ hai là video nấu ăn. Mấy đứa cưng muốn chọn cái dạng nào hả? Thứ hai nấu ăn đi. Anh Vinh ơi, đừng có tắm sông nữa, qua em coi đại á, cá sấu nó xảy chuồng tùm lum luôn á. Làm về nấu ăn nhưng mà làm món gì? Cái chuyện nấu ăn để nhìn lo, mày lo làm chi vậy? Video nấu ăn đi, mà giờ cho hỏi nào, gần đây là mấy quán hải sản có bán là ốc sò đẹp nè, cua ghẹ, rồi sò huyết nè. Cua hả? Đúng rồi, em rất thích ăn cua đó. Nói chung là nấu ăn rất là lâu, phải chia đội, phân chia công việc với nhau làm nó mới lẹ được. Ở đây có bao nhiêu đứa, mấy em tự bắt đội đi, lẹ lên. À, lẹ chứ vậy. Rồi bây giờ anh cần 4 các bạn, chắc con này mấy anh cưng đi lấy lẹ lên nào. Sẵn sàng rồi nè anh ơi. Thì dạ, các bạn dơ quá vậy, anh lấy cái đồ lau anh lau đi. Kiếm mấy con cua bự mà bỏ hết bán rồi, bỏ bán còn cua thịt nhỏ không à. Ê, con cua này là mấy anh cưng để ý nha, nó mà vuột mấy cái dây này ra là thấy mồ luôn nghe cưng, nghe chưa? Nó sắp vuột luôn gì kìa. Cho nên chúng ta cần phải luộc nó trước mình mới tính sao. Ví dụ như đứa nào mà hấp xả hay là luộc cái gì đó là để con cua gì vô thẳng luôn. Cua nướng nướng gì quên rồi ngáo. Muối ớt. Cua hấp xả. Cua rang me. Cua rang me. Tôi rất là mê cái team này nha các bạn. Cái team này là cái món mà tôi đang rất là thèm, cua rang me. Rồi bây giờ chuẩn bị hết rồi nè ha. Bạn có thể nhìn đây. 1 2 bắt đầu. Mỗi team ở đây chỉ có thời gian là 15 phút để trình bày ra chế biến ra những cái món ăn của riêng mình, sau đó nộp cho tôi. Tôi và các bạn sẽ làm ban giám khảo, sau đó chấm điểm ăn ở đội nào cao điểm nhất. Thằng hai ơi, chặt cho con một trái dừa. Một trái dừa để nước chưa để cái luôn. Sau 10 giây đắn đo suy nghĩ, team của bọn mình quyết định làm cua hoàng đế nướng muối ớt. Ủa, tao thấy con cua này là con cua biển bình thường mà mày. Nói như vậy cho nó ngầu đó mà. Con cua biển nè hai chị định làm món gì vậy? Chị tính luộc cho nó dễ. Đúng vậy, mình quyết định hấp nha các bạn. Team của em quyết định sẽ làm món cua. À, ừ đúng rồi, tao phải cua hấp bia lắm. Cua hấp bia. Cua hấp bia cái đầu mày, cua hấp nước dừa. Quay. Rồi nãy giờ anh tính làm cái món gì mà anh cười hoài vậy hả? Em tính làm cua gan me. Mình đi cắt xả nha các bạn. Nhiêu tiền chị? Đây, đây nè. Rồi, đi. Chỉ cần 1 phút là xong. Mình lấy ra mình trang trí nha các bạn. Mình để gia vị vào nè. Cái món cua nướng muối ớt này đầu tiên các bạn phải luộc cho con cua nó chín trước, rồi sau đó ướp gia vị rồi mới nướng nó. Giờ bọn mình đang ướp con cua này để nướng nha các bạn. Rất là ngon luôn. Cua này gọi là cua nướng cấp độ mừng. Wow. Rất là cay luôn á. Các bạn ơi, cái này chưa nướng nữa mà mồ hôi mồ kê tôi chảy quá trời luôn rồi. Hình như nó chín rồi đó chị Thảo ơi. Chắc nó chín rồi á. Chắc con này làm xong chắc ngon lắm. Mình có chuẩn bị vô găm trước luôn nè các bạn. Hôm qua món này mình nằm ở nhà coi quá trời luôn á. Thơm quá các bạn ơi, hôm nào các bạn rảnh làm cua gan me này ăn ngon lắm. Cua hấp xả đã hoàn thành, giờ mấy mình sẽ trang trí nha các bạn. Các bạn thấy team mình làm ngon không? Mà quên, các bạn đâu ăn được đâu mà biết. Ngon mày. Nóng quá
các bạn ơi. Tới giai đoạn nướng cho con cua nó nóng lên nha các bạn. Chết đó Ngáo ơi, mày nướng mọi kép luôn á Ngáo. Để tao tắt lửa cái đã. Rồi. Rồi, con nghe đi. Bây giờ mình trang trí nha các bạn. Đây là chén nước chấm của bọn mình nè. Này chính rồi các bạn ơi, mình sẽ gắt bỏ qua nha các bạn. Được rồi. Mình đang trang trí cho con cua nè các bạn. Lấy trái ớt nhát hồng cho nó ngậm nè các bạn. Mình đang gắt tiêu nha các bạn. Thời gian đã kết thúc. Và bây giờ là cái giây phút chấm điểm. Cua biển mini rang mè đã hoàn tất. Cua biển luộc nước dừa đã hoàn tất. Còn đây chính là món cua biển hấp xạ. Món cua biển chị quên mày. Cua biển nướng muối ớt. Đây là giây phút vua đầu bếp chấm điểm nha các bạn. Ta vua đầu bếp lại trở về đây các bạn. Chấm cái thí sinh nào muốn chấm đầu tiên đâu. Em đợi em trên đây. Rồi này đi. Vào khác. Em gọi cho ông chấm điểm. Món này tên gì? Cua biển nướng muối ớt. Cái muối nhìn thôi đã mắc gớm rồi chị. 2 điểm. Không điểm. Hả? Tại sao nó không điểm chứ? Nướng con cua mà để cho hai cái càng cua nó rụng ra ngoài là đã thất bại rồi. Không điểm. Cũng tại mày không có ngáo hồi nãy tự nhiên mày bẻ càng cua. Đội thứ hai. Đội này tên gì? Món gì? Cua hấp xả. Cua hấp xả. Cộng cho 1 điểm sáng tạo. Các bạn nhìn từ trên xuống giống như là cái con cua này ở đây được đội lên một lớp tóc giả bằng xả vậy. Nhìn rất là sáng tạo. Ngon quá vậy. Vậy cuối cùng là bây giờ em bao nhiêu điểm vậy? 5 điểm. Hả? Tại sao em khen nhiều à? Chỉ có 5 điểm vậy? Thử hỏi với các bạn đi lại quán kêu ra một con cua biển mà bên phục vụ người ta không có đập cái càng cua ra cho bạn ăn thì làm sao các bạn có thể ăn được? Không lẽ các bạn phải lấy cái răng của mình để cắn cái vỏ cua biển này hay sao hả? Cái lỡ cái răng nó bị mẻ, bạn chám răng tốn vài triệu bạc trong khi con cua nó chỉ có vài trăm ngàn thôi thì có xứng đáng hay không? 5 điểm là đã cao rồi đó. Ai là đầu bếp chính? Tiểu Cường. Cái này là gì đây? Dạ, nước dừa. Nước dừa hả? Uống được không? Dạ được. Uống nước dừa xong nhớ cho thêm 1 điểm nha anh Vinh. Trái ớt sắc ra không đẹp. Nhìn là thấy gớm không? Cái con cua này trang trí quá xấu. Các bạn có thể nhìn đi, rau răm trang trí rất là bừa bãi. Muốn bỏ ở đâu thì bỏ thôi. Thứ hai, không có chịu đập bể càng cua ra để cho khách hàng người ta ăn gì hết. Chứng tỏ cái nhà hàng này không hề chu đáo. 4 điểm. Chú đầu bếp, phải lại đây chấm điểm đi. Em nôn lắm rồi đó. Con cua đã nguội rồi. Không điểm. Em đã tính trước rồi, Vũ Thanh. Rất là chu đáo, bên ngoài thì nguội, bên trong thì nóng, khiến cho người ta rất là dễ ăn, không cần phải dùng răng hay dùng tay dùng nhiều sức để mà tách con cua ra. Rốt cuộc là mấy điểm vậy? Vẫn là 1 điểm. Tại sao anh khen nhiều như vậy mà anh vẫn cho có 1 điểm vậy? Bởi vì dưới tâm lý khách hàng, người ta đi tới một quán ăn, gọi cái món ăn ra thì nhân viên lẫn đầu bếp phan mặt một cách rất là lịch sự. Bưng cái dĩa này ra ngoài thì người ta nhìn người ta ăn mới ngon được. Thử hỏi bước vào cái quán nhìn thấy ba thằng nhân viên ở trần như các anh như thế này thì người ta có còn miệng lưỡi nào ăn cho nổi không hả? Đúng rồi, tại sao làm đầu bếp mà lại ở trần vậy hả? Nếu em là con gái là em nhìn ba anh này là em khỏi ăn luôn á. 1 điểm đúng rồi. 1 điểm thì ác quá anh nhìn ơi. Đồ mới hồi đó không điểm đi cho nó chẳng. Giờ anh chấm bao nhiêu điểm để anh? Giờ em muốn ăn nè. Ngon. Ngon không các bạn ơi? Gạch béo quá các bạn ơi. Ngon cay đã quá các bạn ơi. Lần đầu tiên mình tự làm, mình tự ăn luôn á.
thiệt luôn á các bạn. Cay. Thương làm gì tiên, Thương lấy cây đập chứ đập vậy sao bể. Cuộc thi đầu bếp đến đây là chấm dứt và chúng ta đã tìm ra được đội chiến thắng đó là ai vậy? Mấy điểm? 5 điểm. Trời ơi, vậy có 5 điểm mà cũng giải nhất nữa rồi. Cái đội này mấy điểm? 4 điểm. Dạ, dạ không điểm. Trời ơi, ủa sao không điểm vậy? Tại con hai cạn cua. À phải rồi, phải rồi. Rồi đội này nãy nhiều quên luôn rồi. Không điểm. Không điểm luôn ha. Vậy là 5 điểm hạng nhất. Một block bánh isco la chan. Ừ, đây nè, cầm. Tự chia nha, 10 gói nha. Bé này 3 gói nè. Này 3 gói thôi, cưng là làm nhiều nhất 4 gói. Mình đây 3 gói. Thôi, cuộc chiến đầu bếp tới đây kết thúc được rồi các bạn ơi. Và nếu các bạn yêu thích video này của mình, đừng quên hãy đăng ký kênh. Nhớ nhấn vào cái chuông luôn để khi kênh mình ra video mới, các bạn có thể nhận được thông báo để vào xem nhé. Thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn nào có nhu cầu học tiếng Anh thì nhắn ở phía dưới phần cài đặt. Nè, phần cài đặt nằm dưới này, chọn cái mục phụ đề học tiếng Anh nhé các bạn. Bye bye. Hẹn gặp các bạn những video sau nhé.